Tại sao mỹ phẩm Hi-Hi Again Hàn Quốc lại được yêu thích? Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà các chị em lại ưa dùng đồ Hàn đến vậy. Mà cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà mỹ phẩm Hàn Quốc lại bán chạy và được ưa chuộng rộng rãi ở nhiều nơi đến thế, nếu không phải vì chất lượng sản phẩm tốt. Cũng bởi vì vậy mà khi vừa ra mắt sản phẩm kem chống lão hóa da Hi-Hi Again lại nhận lại nhiều tín hiệu quan tâm, hưởng ứng của chị em khi sử dụng. Kem Hi-Hi Again của nước nào sản xuất? Hi-Hi Again là thương hiệu kem chống lão hóa nổi tiếng của Hàn Quốc, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đảm bảo đủ quy trình khép kín, đồng thời duy trì tính hiệu quả và giữ nguyên hoạt tính sinh học của các tinh chất có trong sản phẩm. Kem Hi-Hi Again có tốt không? Bởi vì được sản xuất trong quá trình vô cùng nghiêm ngặt và khắt khe của Bộ Y tế, nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn CGMP của Bộ Y tế. Những nguyên liệu có trong sản phẩm đều được chọn lọc và thu hoạch từ các vườn thảo dược chất lượng để đảm bảo đưa ra sản phẩm an toàn với da người tiêu dùng. Các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đến tay người tiêu dùng đều các bác sĩ da liễu kiểm chứng không gây kích ứng da, thích hợp với những người da nhạy cảm, không còn lo lắng về tình trạng bị nổi mụn đỏ hoặc ngứa rát. Thành phần kem chống lão hóa Hi-Hi Again. Nguồn nguyên liệu sản xuất Hi-Hi Again được nhập khẩu 100% từ các vườn thảo dược hàng đầu tại Hàn Quốc, là sự kết hợp giữa sữa ong chúa, dầu jojoba, dầu hạt nho, collagen thủy phân trên công nghệ hiện đại giúp kem thẩm thấu vào da, bảo vệ da trước các tác hại của môi trường và thời gian. Thành phần kem chống lão hóa Hi-Hi Again. Thành phần kem chống lão hóa da Hi-Hi Again. Sữa ong chúa. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì sữa ong chúa cung cấp tới 20 loại axit amin và các vitamin A, B1, B2, B6, E, giúp tái tạo collagen, elastin dưới tầng biểu bì, từ đó giúp da tăng sự đàn hồi, giảm nếp nhanh, trị nám, quầng thâm, tái thiết lại các tế bào da, giúp săn chắc và mịn màng hơn. Dầu jojoba, được biết trong dầu jojoba giàu các vitamin E và B thấm sâu vào da và cung cấp một màn chắn giữ ẩm lâu dài, đồng thời gây ức chế và loại bỏ các gốc tự do gây ra sự lão hóa. Dầu hạt nho, giúp đẩy lùi quá trình lão hóa như nhanh và nhẹ da ở nữ giới, cân bằng lượng dầu trên da, dưỡng ẩm, giảm nếp nhanh, chảy xệ. Collagen thủy phân với kích thước nhỏ dễ dàng thẩm thấu vào sâu bên trong da gấp 7 lần so với collagen thông thường, giúp da săn chắc, cải thiện độ đàn hồi và giảm nếp nhanh. Công dụng kem Hi-Hi Again mang lại cho chị em là gì? Kem chống lão hóa Hi-Hi Again giúp dưỡng ẩm, dưỡng trắng da, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa và loại bỏ sự xuất hiện của quầng thâm và sắc tố melamin gây xỉn da, sạm nám, tàn nhang, đốm nôn. Kích thích sản xuất collagen và elastin làm mờ vết nhanh, cải thiện hoàn toàn tình trạng chảy xệ và ngăn ngừa rạn da, từ đó giúp da đàn hồi, săn chắc. Bổ sung collagen thủy phân với kích thước nhỏ đi sâu vào tế bào da, cấp ẩm và giữ ẩm, giúp làm mềm da, duy trì độ đàn hồi, độ mịn và độ sáng của da, chống lão hóa da, xóa mờ nếp nhanh, liền sẹo, tái tạo cấu trúc da, chống lão hóa. Bên cạnh đó cải thiện độ đàn hồi và giúp se khít lỗ chân lông nhanh và hiệu quả. Bảo vệ da, hỗ trợ làm sáng da hiệu quả. Hỗ trợ tái tạo tế bào da bị tổn thương, tái cấu trúc da, giúp da săn chắc và khỏe mạnh. Loại bỏ các vết chân chim, nếp nhanh và trị mờ sẹo nhờ lớp collagen tái tạo lớp da bị hư tổn. Cách Hi-Hi Again tiếp cận để trẻ hóa làn da của bạn. Dưỡng ẩm, không giống như các sản phẩm phục hồi da có nhiều thành phần tẩy trắng, thẩm thấu nhanh trên thị trường. Kem chống lão hóa da Hi-Hi Again với thành phần 100% từ thiên nhiên giúp chị em yên tâm khi sử dụng vì có thành phần hoạt tính thẩm thấu sâu vào bên trong bề mặt da. Cấp ẩm và dưỡng ẩm gấp 1.000 lần so với các sản phẩm thông thường khác, giúp da tươi trẻ và căng mịn hơn. Nuôi dưỡng, kem Hi-Hi Again cung cấp thêm axit amin, collagen thủy phân, bổ sung thêm các vitamin và các vi chất dinh dưỡng khác giúp phục hồi vùng da bị tổn thương, xây dựng lại cấu trúc cho nền da thêm khỏe mạnh, săn chắc và tươi tắn. Phục hồi, kem chống lão hóa Hi-Hi Again giúp tái tạo collagen và elastin, giúp làm mờ nếp nhanh, chảy xệ, ức chế và loại bỏ sắc tố melamin, giúp da sáng, xóa sạch đốm nôn, sạm nám, các hoạt chất tạo lớp bảo vệ trên bề mặt làn da, giúp giữ ẩm, tránh khỏi các tia UV và yếu tố nguy hiểm khác tấn công làn da. Cách sử dụng kem Hi-Hi Again như thế nào để đạt hiệu quả nhất? Nếu bạn có một sản phẩm tốt nhưng bạn chưa biết cách sử dụng hiệu quả, thì nó sẽ không thể đem lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Thậm chí trong nhiều trường hợp lại làm hại ngược trở lại làn da của bạn.
Sau đây mình sẽ đưa ra phương pháp giúp bạn sử dụng kem chống lão hóa 22 Organ hiệu quả nhất qua sự trải nghiệm của người tiêu dùng. Bước 1. Tẩy trang, làm sạch bề mặt da, lau khô. Sau đó nhẹ nhàng thoa vừa đủ một lớp kem 22 Organ và vỗ nhẹ để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong làn da. Bước 2. Massage khắp mặt theo hướng vòng tròn, từ dưới lên trên. Tránh không được để dính vào mắt, thư giãn cơ mạch. Lưu ý, để đạt hiệu quả tối ưu nên dùng một ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Liệu trình sử dụng kéo dài từ 30 ngày trở lên. Thông thường sau khi sử dụng tới tuần thứ 3 bạn sẽ bắt đầu thấy kết quả một cách rõ rệt. Tuy nhiên, độ hiệu quả còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Để 22 Organ phát huy hiệu quả nhất, bạn cũng cần kết hợp với chế độ ăn, ngủ, sinh hoạt điều độ, tăng cường các loại thực phẩm lành mạnh cho da. Tránh căng thẳng lo âu. Sử dụng kem chống lão hóa da 22 Organ đúng cách bạn sẽ duy trì được làn da sáng bừng sức sống. Kem 22 Organ giá bao nhiêu, bán ở đâu chính hãng? Hiện nay, kem 22 Organ đã được phủ sóng trên toàn quốc, bạn có thể chị em có thể dễ dàng tìm mua được sản phẩm. Tuy nhiên, vì độ sự nổi tiếng của sản phẩm nên trên thị trường xuất hiện không ít hàng giả, hàng nhái được bán với giá rẻ gấp nhiều lần tràn ngập thị trường. Hàng giả hàng nhái 22 Organ tràn ngập thị trường. Nhiều chị em mua phải những sản phẩm kem chống lão hóa 22 Organ lừa đảo với giá rẻ này không những tiền mất mà còn tật mang. Hậu quả là không những ảnh hưởng đến nhan sắc mà uy tín của nhà sản xuất cũng bị ảnh hưởng theo. Để giải quyết vấn đề nhức nhối này, hãng đưa ra khuyến nghị không mua sản phẩm không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Thay vào đó chị em chỉ cần đặt hàng từ chính trang web của nhà phân phối sẽ được sở hữu sản phẩm chính hãng với giá rẻ nhất và miễn phí ship hàng. Hướng dẫn đặt hàng kem 22 Organ chính hãng từ nhà phân phối tại Việt Nam, đặt hàng kem 22 Organ chính hãng tại liên kết ở phía dưới mô tả của video này. Trước tiên, bạn ấn vào nút đặt hàng kem 22 Organ chính hãng tại đây, mình để bên trên để đến trang web của nhà sản xuất. Tiếp theo bạn điền đầy đủ thông tin bao gồm họ tên và số điện thoại rồi ấn nút gửi. Vậy là xong, toàn bộ thông tin đặt hàng của bạn đã được gửi đến nhà phân phối sản phẩm. Nhân viên tư vấn của họ sẽ gọi và tư vấn trực tiếp qua điện thoại và tiến hành ship hàng. Thời gian ship trung bình, khoảng 3 ngày. Khách hàng sẽ được miễn phí toàn bộ phí gửi hàng. Nhận xét của khách hàng sử dụng 22 Organ. Sản phẩm 22 Organ nhận được nhiều quản hồi tích cực của chị em ở nhiều độ tuổi. Chị Thu Hà bật mí bí quyết tìm lại vẻ đẹp thanh xuân từ 22 Organ. Thế mới nói, phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được. Đó là học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải cố gắng đẹp nhất có thể. Từ tất cả những gì phân tích, chia sẻ ở trên, có thể thấy kem 22 Organ đúng là một sản phẩm đáng dùng trong việc loại bỏ các nếp nhăn cũng như các dấu hiệu lão hóa da khác. Ngoài ra sản phẩm này còn có tác dụng dưỡng trắng và giữ ẩm rất tốt. Các thành phần trong kem 22 Organ đều có nguồn gốc tự nhiên nên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Không gây kích ứng hay bất cứ tác dụng phụ nào. Sai lầm lớn nhất của đa số chị em phụ nữ là chỉ đến khi dấu hiệu lão hóa hành lên mặt. Làn da bị tổn thương nghiêm trọng thì mới tính đến chuyện chăm sóc, nuôi dưỡng. Đáng lẽ ra chúng ta nên chăm sóc làn da ngay từ sớm để giúp da duy trì vẻ đẹp. Dù vậy, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chuyện làm đẹp và kem chống lão hóa 22 Organ là lựa chọn tốt nhất mình khuyên các bạn nên sử dụng. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho các bạn. Chị em phụ nữ có những thông tin hữu ích trong việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da an toàn hiệu quả nhất để chúng ta được sở hữu làn da không tuổi qua tháng năm. Đặt hàng kem 22 Organ chính hãng tại đây.